Tiền lương của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên doanh nghiệp tư nhân có được cho vào chi phí. Tiền lương của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ doanh nghiệp tư nhân có được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Có phải tính thuế thu nhập cá nhân không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán. Bài viết này tôi sẽ giải đáp vướng mắc đó của các bạn. Một, về thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo tiết D điểm 2.5 khoản 2 điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: D. Tiền lương tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh. Mới nhất năm 2015, theo điểm 2.6 khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015 TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi phí không được trừ. D. Tiền lương tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh. Theo công văn 727 TCT CS ngày mùng 3 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục Thuế, căn cứ đặc thù của doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh đều thuộc khoản chi phí quy định tại tiết D điểm 2.5 khoản 2 điều 6 thông tư 78/2014 TT-BTC nêu trên. Như vậy, tiền lương tiền công của chủ doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ không phân biệt có hay không tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 2. Về thuế thu nhập cá nhân. Theo điểm 2 điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn. Điều 2 các khoản thu nhập chịu thuế theo quy định tại điểm 3 luật thuế thu nhập cá nhân và điều 3 nghị định số 65/2013 NĐ-CP các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: 1. Thu nhập từ kinh doanh. 2. Thu nhập từ tiền lương tiền công. Thu nhập từ tiền lương tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động bao gồm: A. Tiền lương tiền công và các khoản có tính chất tiền lương tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. B. Các khoản phụ cấp trợ cấp trừ. 3. Theo công văn 752/78/CT-HTL ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Cục Thuế Hà Nội, căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế Hà Nội trả lời như sau: về thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản chi lương tiền công của chủ doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ không phân biệt
có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh được xác định là khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 917/TCT thu nhập cá nhân ngày 17/3/2015 của Tổng cục Thuế. 1. Thời điểm trước ngày 1/1/2015, trường hợp khoản lợi nhuận mà cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chia sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Căn cứ theo điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân số 4/2007 QH13 điều 3 nghị định số 65/2013 NDCP và khoản 3 điều 2 thông tư số 111/2013 TT-BTC. 2. Thời điểm từ ngày 1/1/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ theo điều 7 thông tư số 71/2014 QH13 khoản 4 điều 2 nghị định 12/2015 NDCP. 4. Tiền phúc nợ cho giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Khoản tiền vé máy bay, tiền lưu trú tại Việt Nam do giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân đó làm chủ sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Theo công văn 5421 CTTTHT ngày 16/2/2017 của Cục Thuế Hà Nội cụ thể như sau. Căn cứ điều 14 thông tư 219/2013 TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Căn cứ các quy định trên, trường hợp giám đốc điều hành đồng thời là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ được công ty thanh toán khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam nếu được quy định là hợp đồng lao động, quy định tại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của công ty là khoản có tính chất tiền lương tiền công thì tiền thuế thu nhập cá nhân khoản lợi ích mà chủ doanh nghiệp nhận được nêu trên không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của chủ công ty. Thuế thu nhập doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng công ty không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và công ty của công ty khoản chi cho chủ công ty nêu trên. Cục Thuế Hà Nội trả lời về để công ty được biết và thực hiện. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, công ty không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty quản chi cho chủ doanh nghiệp nêu trên. Cục Thuế Hà Nội trả lời về công ty được biết và thực hiện. Khi nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản nữa không? Mời các bạn nhấn đăng ký và hiển thị thêm để xem thêm nhiều video nữa.